Tết nhất đến nơi rồi, lễ nhanh nhanh lên cho người ta có lễ chứ. Thì bà cứ lễ đi, ai lễ tranh của bà? Dạ, còn Nguyễn Thị Gắng khấu đầu lại thành hoàng làng, phù hộ độ chỉ cho gia đình nhà con hết năm hết hạn. Lại thành hoàng làng, năm hết Tết đến. Dạ, con xin lộc rơi lộc vãi của thành hoàng làng. Dạ, con khấu đầu tạ ơn à, A-di-đà Phật. Sao? Tết nhất đến nơi, các bà chuẩn bị đến đâu rồi? Ôi dào, thời buổi khó khăn, Tết nhất thì qua loa thôi. Đúng. Chỉ mong Đức ông á, phù hộ cho đủ ăn là được rồi. Ôi giời ơi, tôi á, tôi chỉ cầu cho nhà tôi ý, ra đường ý, nhìn thấy gái thì có mắt như mù, có tai như điếc. Ôi giời ơi, nhà tôi đang nấu hết cả ruột với con với cái đây này. Ôi giời ơi, con cái thì nặng nợ lắm. Thôi, nói ít thôi, chúng ta xin lỗi về. Ơ, con gà của tôi đâu rồi? Ơ, tôi chết rồi. Hay nhỉ? Rõ ràng rồi, tôi đặt nó ở trên mâm để thờ lễ mà. Ơ hay, chạy đâu nhỉ? Hay là nó lại chui vào đây rồi? Lạ thật đấy. Mà nhìn cái gì đấy? Sao mà nhìn tôi như kẻ trộm thế? Thì chỉ có mấy người với nhau, thế mà con gà nhà tôi lại biến mất. Hay là hồi sáng bà quên ở nhà? Quên là quên thế nào? Vơ vẩn. Chính tay tôi sáng nay còn vặt lông nó cơ mà. Quái lạ nhỉ. Hay là bọn trẻ chăn trâu nó lừa lúc mình nói chuyện ấy? Đúng rồi đấy, cái bọn trẻ trâu nó mất dạy lắm. Trẻ trâu nào vào đây? Giữa đồng không mông quạnh, đứa nào vào đây nhìn thấy ngay. Ừ nhỉ, lạ thật đấy. Cũng phải. Này, gốc cây này thiêng lắm, trẻ trâu nó không dám bén mảng đến đây đâu. Không thể như thế được. Con gà sống thiến còn nóng hôi hổi, tự dưng bay hơi là thế nào? Lạ thật đấy. Bà mở cái thùng của bà cho tôi xem. Ôi giời ơi, nó đòi kiểm tra thúng của tôi. Nó bảo tôi ăn cắp gà. Có khốn nạn không cứ chứ lị. Thì bà cứ mở ra xem. Việc gì phải bù lu bù loa lên thế? Này, tao nói cho mày biết nhá. Tao mở ra không có thì sao nào? Cái đồ quắm già, ruột để ngoài da, có mày để quên ở nhà thì có. Có bà là đồ quắm già thì có ấy. À, mày bảo ai hả? Đây này, trợn mắt lên mà xem có hay không. Hay là muốn khám cả người nữa, để tao tóc lên cho mà khám. Ôi dào ơi, chỉ biết vu oan giáo họa cho người khác. Thế này thì chắc chắn có người khác rồi. Ờ, cái bà này hay chưa? Bà nói như thế có nghĩa là tất cả chúng tôi ở đây là quân ăn cắp ăn trộm mà. Vớ vẩn. Nhưng mà... Nhưng cái gì? Có của ấy thì phải biết giữ chứ. Trời ơi, mà làm cái gì có mỗi một con gà mà cứ loạn hết cả lên. Nếu cần nhá, tôi sẽ biếu bà một con gà khác được chưa? Bà nói kiểu gì đấy? Đây á, không thèm ăn của bố thí nhá. Vớ vẩn vẩn. May mà có bà làm chứng, không có con này nó đi rêu rao cả làng là tôi ăn cắp gà luộc của nó nhá. Ui giời, cái tính nét như thế à, chả thế một con gái ế chỏng ra, chả ma nào nó thèm nhìn. Bà nói cái gì? Bà dám rủa tôi đấy à? Có con bà ế chỏng ế chơ, chẳng ma nào dòm ngó thì có nhá. May quá, con trai con gái ta lấy vợ lấy chồng hết rồi, con cháu đề huề. Ta nói thế đấy, đồ quắm già, đồ không nói có. Tôi xin các bà, đang dưng đang lành thì thế bà không nghĩ là Đức Thành Hoàng đã chứng giám tấm lòng thành của bà mà nhận lễ à? Đúng. Bà nghĩ xem. Các bà muốn cấu xé nhau thì ra ngoài kia mà cấu xé nhá. Hay các bà muốn ngài nổi giận, vật cho khỏi phải ăn Tết bây giờ. Rõ rồi. Đời mình hóa ra lại hay. Từ một thằng khố rách áo ôm lại chuyển thành Đức Thành Hoàng. Giờ ta chẳng còn chi, mãi trắng tay mà thôi. Đời bạc gian lắm phú phàng, tiền có kiếm như nước rồi cũng sẽ... Hôm nay là ngày rằm. Kiểu gì chỗ kia cũng có cái ăn.
đúng là phải tầm pháp sư có hàng như ta thì mới có tầm nhìn xa trông rộng, biết nơi nào có ăn và nơi nào không. Con lạy Đức Thành Hoàng, con lạy Đức Thành Hoàng, đã thương đến tấm thân nghèo đói này. Từ sáng tới giờ con chỉ được mỗi một chén rượu suông thôi. Con lạy Đức Thành Hoàng. Con lạy Đức Thành Hoàng, con lạy Đức Thành Hoàng. Dạ lộc lá của ngài con không dám động đến đâu ạ. Dạ con lạy ngài, dạ con thề, con thề. Hóa ra không phải Đức Thành Hoàng à? Cũng một thằng đói ăn như mình. Thế này. Mẹ kiếp, mình đường đường là một pháp sư có tiếng mà lại phải đi sợ một thằng khố rách áo ôm thế kìa. Này, này, này. Cái gì? Ôi giời ơi. Mẹ kiếp, mình dù sao cũng là một thanh niên trai tráng khỏe mạnh, không đến nỗi giác can. Tại sao lại sợ một cái thằng trông cái kem mút dở đấy kia? Ông là ai? Ê, ta chả là ai cả. Ông muốn gì? Chẳng muốn gì hết. Thế ông theo tôi làm cái gì? Ta có việc đi ngang qua đây. Thấy lạ, vì giờ này mà vẫn có kẻ lởn vởn quanh gốc cây. Tò mò vào xem thôi. Ông đói ăn, mò ra đây thì có, bày đặt làm trò. Mà lanh quanh dưới coi thì làm sao hả? Vứt viên gạch xuống đất đã. Ta có phải là chó đâu mà phòng thủ dữ thế. Thế có phải là hay không? Bây giờ ta mới nói cho anh nghe, cái cây này thiêng lắm, ít người dám bén mảng đến. Thế mà giờ này anh lại còn vật vờ quanh gốc cây, mà lại còn leo lên nữa, không làm sao được. Này, sao không nghĩ ta là Đức ông Thành Hoàng chứ? Thì lúc đầu thấy anh ngồi lù lù ở trên đấy, ta cũng nghĩ là như thế. Nhưng mà khi anh bỏ chạy ấy mà, ta biết ngay là không phải. Mà sao lại phải bỏ chạy? Thì đói ăn quá, tìm ra đây kiếm chắc chút xíu. Mà ông hỏi làm cái gì? Chết. To gan thật ý. Sao? Không biết Đức ông ngự ở cái cây này thiêng thế nào à? Hả? Ăn vụng ăn trộm của ngài nhé, ngài cho méo mồm cả đời, hết nhai luôn nhá. Thật thế à? Sao lại không thật? Cỡ như ta đây này, lúc đầu tưởng anh là Đức ông thật, còn phải chạy bỏ mẹ ra nữa là... Ông là... Nhà anh đúng thật là có mắt như mù. Nhìn thấy ta cầm cái túi sự nghiệp như thế này mà không đoán được... Không đoán được ta là ai à? Tôi biết rồi. Ai? Ông là thành bói. Bé bé cái mồm thôi. Ở đây có ai đâu mà phải nói bé bé. Chuyện thiên cơ không nói to được. Thế à? Ra đây. Ôi giời ơi, cái con thẫn thờ đâu rồi? Ra đây tao bảo đây. Mày có nghe thấy tao nói gì không? Ra ngay đây. Kìa bà, mới sáng này ra mà đã ầm ĩ nhà cửa. Con nó đang ngủ, nó thức suốt cả đêm qua để làm việc. Làm việc? Nó thì công lên việc xuống cái gì? Cái bà lại bắt đầu. Thế tôi hỏi ông, nó làm việc gì nào? Thì việc liên quan đến phim ảnh của nó chứ có gì. Ôi giời ơi, lại nói đến chuyện phim với chạy ảnh. Mà tại sao hồi ấy mình lại đồng ý cho nó đi đóng phim? Cái thiên lị, cái thiên lị. Thật không cái dại nào bằng cái dại nào. Đóng phim thì nó làm sao? Đúng là đàn bà tẻ không qua ngọn cỏ. Rồi ôi, bao nhiêu người muốn được đi đóng phim mà không được đấy. Mà tôi hỏi bà nhé, từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, ở cái làng này đã có ai nghe nói là được mời đi đóng phim bao giờ chưa? Bà phải tự hào cho con mình mới phải chứ nị. Đằng này thì ui giời. Tự hào đấy ông xem. Từ ngày nó được người ta mời đi đóng cái phim gì ấy nhỉ? Cái bà này lạ thật. Đến con mình đóng phim gì còn chả nhớ.
phim tình yêu hoa dâm bột, nhớ chưa? Ừ, thì tình yêu hoa dâm bột. Mà từ lúc nó đóng cái tình yêu hoa dâm bột đến giờ ấy, sao? Là nó rất đổi khác nhá. Khác suốt ngày ra thẫn vào thờ nhá, ngắm ngắm vuốt vuốt vuốt, ăn nói thì ỏn a ỏn ẻn, kinh kinh kiệu kiệu, cha ra làm sao cả. Mà này, cả cái làng này người ta gọi nó là con thẫn thờ rồi đấy. Con mình ấy, nó đóng phim được nhiều người thích, nhiều người hâm mộ. Người ta không gọi nó bằng tên thật mà gọi nó bằng tên ở trong phim ấy. Thế là thành công rồi, là nổi tiếng rồi. Bà còn thích gì nữa nào, tôi hỏi bà nào. Tôi không cần nó nổi tiếng nhá. Tôi không cần nó thành công nhá. Tôi cần người ta gọi đúng tên nó là cái Na. Nguyễn Thị Na. Thôi được rồi, bây giờ bà nói cho tôi biết, bà muốn gì ở cái con Na nhà mình nữa nào. Tôi muốn gì à? Tôi muốn từ giờ trở đi ông cấm thiệt nó không có đi đóng phim đóng phọt gì hết. Về nhà lấy chồng đẻ con nhá. Tưởng gì thì vẫn lấy chồng đẻ con chứ sao. Lấy ai? Ai lấy? Vì sao ấy nhỉ? Vì sao? Thì nó nổi tiếng quá rồi mà. Thành siêu sao rồi. Chứ sao? Có ai dám với tới nữa đâu. Mà vì cái con ca ve bị đánh ghen trong phim ý, nó ám vào người. Cho nên á, chả có thằng con trai đàn ông nào đứng đắn mà dám dây vào nó nữa. Thế ông vừa lòng chưa? Chết thật thế à? Lại còn thế à? À, mà sáng nay tôi đi lễ nhá, mấy con mẹ ở xóm trên ý, nó gọi con gái ông là gì, ông có biết không? Là gì? Là gái ế. Nè mà tức không cái gì. Bậy bạ. Mà chúng nó nói có sai đâu. Cái bọn con gái trong làng này á, một nách ba bốn năm đứa con rồi. Thế mà nó giờ này ra thẫn vào thờ, ngơ ngơ ngẩn ngẩn, chẳng ma nó thèm rước. Ôi dồi ôi, nó hết cả ruột. Mà thôi, bà nói thế đủ rồi. Chuyện đâu khắc có đó. Hơi đâu mà đi nghe miệng lưỡi thế gian. Thiên hạ bây giờ thiếu gì đứa thối mồm. À tôi bảo, hôm nào bà đi làm cái lễ tiền duyên. À đúng rồi, cắt cái tiền duyên cho nó thế là xong. Nhưng mà tớ không chịu được. Uống đi, không phải thuốc độc đâu mà sợ. Vừa làm phép rồi. Thằng này cũng đang muốn chết đây. Phàm phu tục tử thế. Thế ông là thầy cúng à? Không phải. Thầy địa lý à? Cũng không. Thầy... À tôi biết rồi, thầy phù thủy. Vẫn không phải. Thầy phong thủy. Gớm, đoán giả đoán non mãi. Ta không phải là các loại thầy bà như anh vừa nói. Mà ta là... Hả? Là sao không hiểu? Điếc à? Là pháp sư. Nói bé thôi, thủng bằng gì thôi. Mà pháp sư là cái gì? Không biết á. Không. Pháp sư ấy là thầy của tất cả các loại thầy. Không làm được cái gì cả nhưng mà cái gì cũng biết. Mấy ngày hôm nay ta bận trăm công nghìn việc, biết bao nhiêu gia đình rước ta về để làm lễ trừ tà. Thế nhưng đi ngang qua đây, ta dẹp bỏ tất. Là sao? Tôi không hiểu. Là vì ở dưới gốc cây kia kìa, ta nhìn thấy tỏa ra vượng khí rất là lạ. Chắc chắn ở đấy có quý nhân. Mà quý nhân là ai? Chính là anh đấy. Tôi mà là quý nhân á? Ừ. Thầy nhầm rồi. Tôi là một kẻ ăn mày không nhà không cửa. Ta mà nhầm được á? Ờ. Đây đây. Đấy. Xú khí nó còn... Hả? Vượng khí nó còn bốc ngùn ngụt quanh người anh đây này. Thế có làm sao không ạ? Mà sao... Tôi không nhìn thấy cái gì cả. Vượng khí là rất tốt. Chẳng qua anh là người trần bắt thịt, anh không nhìn thấy thôi. Nhưng tôi vẫn không hiểu. Quý nhân là sao? Quý nhân ấy là người vô thường.
mà vô thường có nghĩa là người không bình thường. Thậm chí quý nhân là những người bất bình thường. Thế không bình thường là sao ạ? Tôi... còn thấy... Im! Là những người sinh ra để làm những việc không bình thường, thậm chí cực kỳ kinh khủng. Chết! Đâu có! Con đâu có làm gì kinh khủng đâu. Con là người bình thường, yên lành, chăm chỉ. Chẳng qua là con xa cơ lỡ vận. Ê, đừng có ngắt lời ta. Ta biết chắc chắn rằng anh đã từng làm một việc cực kỳ kinh khủng. Thế cho nên mới phải trốn chui trốn lủi lên cây, rồi lại phải ăn vụ ăn trộm như thế chứ. Không, thầy ơi, con không có giết người, con không có trộm cướp, không hãm hiếp phụ nữ. Chẳng qua là có bị hiểu lầm mà thôi. Vậy à? Nhưng anh còn làm những việc còn kinh khủng hơn như thế nhiều. Ây chết. Nhưng mà việc kinh khủng là việc gì ạ? Còn việc gì nữa? Việc động đến thần linh kia kìa. Nhưng mà con có làm việc gì động đến thần linh đâu ạ? Cái việc nó sờ sờ ra như thế, chính mắt ta nhìn thấy mà anh lại còn cãi à? Dạ là... Dạ cái gì? Anh đã làm ô uế cái gốc cây thiêng này, đã thế lại còn dám tự tiện xơi lộc thánh. Như thế là anh đã dám mạo phạm đến oai danh của Đức Ông Thành Hoàng. Như thế lại bảo là không động đến thần linh thì là cái gì? Dạ dạ, nhưng con đâu có biết. Thế có sao không ạ? Mạo phạm đến Đức Ông mà hỏi có làm sao không á? Chắc chắn không qua khỏi cái Tết này đâu. Nhá. Nhà anh ấy nhẹ méo mồm nhá, nặng ấy thân tàn ma dại. Mà cao hơn nữa ấy, bước ra ngoài đường một phát là bùm, xe đánh chết tươi. Tôi chết, thế con làm sao không ạ? Con lại thầy, thầy cứu con với. Muốn cứu thì cũng phải tường trình ngọn ngành sự việc thì ta mới biết đường mà cứu chứ nhỉ. Dạ dạ, con xin kể à. Quả là con là người nơi khác phiêu bạt đến nơi đây. Đêm qua, con đi ngang qua đây, mệt lạ cả người. Vào đây định tìm một chỗ trú thân qua đêm, còn đâu có biết đây là nơi thờ Đức Ông Thành Hoàng đâu. Rồi sao? Dạ, sáng sớm có mấy bà mang lễ vật đến đây thắp hương. Lúc ấy con còn đang ngủ trên cây, đói quá lửa lúc các bà nói chuyện, còn móc trộm con gà luộc lên ăn. Con có biết đây là miếng ăn của Đức Ông đâu. Mẹ kiếp, mày thì sơi cá con gà, bố mày từ sáng giờ chưa có gì vào bụng này. Trật tự! Ôi trời, cái gì đấy? Hôm nay mình bị ma làm hay sao thế hả? Ôi giời ơi, ôi thật là muốn sướng thì phải hành, không hành làm sao mà sướng. Này con, bố tưởng đêm hôm qua con làm việc khuya cho nên sáng nay dậy muộn. Thầy có biết không, cũng nhờ đêm qua con không ngủ được, con đã nghĩ ra được một cách khiến người ta nhớ đến mình. Thôi con ơi, cách gì thì cách, nhưng nếu còn làm phim ấy thì bảo người ta cho cái vai ông hoàng bà chúa ấy. Chứ cứ như thế này thì... Thầy yên tâm đi, khi con nổi tiếng rồi, con sẽ mở hẳn cho thầy một sướng miến. Dài, con mà nổi phành. Kìa, mà cái ngữ mày ấy, thì có cách gì cơ chứ. Ồ thì biết cái gì. Hả, cái gì? Rồi. Đang bận sao? Nói nhanh lên. Hả? Này này này, cô không phải là cô đang nói chuyện với tôi đâu nhá. Cô đang nói chuyện với Thánh đấy. Ăn nói cho nó cẩn thận. Thôi nhá. Gì cũng muốn, tiền lễ thì không chịu bỏ ra. Công nhận thầy bận rộn quá. Chuyện ta nói cho nhà anh biết nhá, mỗi một cú giúp này của ta nhá,
tiền triệu đấy. Thế mà bây giờ còn phải đứng đây này. Nhưng mà sao thầy lôi con ra đây làm gì? Đã bảo là chuyện thiên cơ. Hôm nay ngày rằm ở miếu đông người lắm à. Cho nên mới phải ra đây cho nó kín đáo. Mà thôi, kể tiếp đi. Ăn xong con gà luộc rồi sao nữa? Thì thầy đến gặp con. Tao hỏi cái nguồn cơn ý. Tại sao lại phải trốn chui trốn lủi mà lại đói rách như thế này? Dạ, con vốn mồ côi cha mẹ từ bé à. Có mỗi cái nghề đánh rậm à. Được con cá con cua, sáng mang ra chợ bán, tối thì lại về cái lò gạch ở đầu dây làng ngủ cho qua ngay. Đánh rậm chứ không phải đánh bạc đâu mà phải trốn chui trốn lủi như thằng ăn trộm thế. Thà rằng con cứ làm cái thằng đánh rậm ấy, thì nó lại còn nhẹ nợ. Nhưng đến cái đêm hôm đó, tai họa ập đến còn bất ngờ quá. Tai họa thế nào? Đêm hôm đó con đang nằm ngủ trong lò gạch thì bà là ai? Sao đêm hôm khuya khoắt lại mò vào đây thế này? Em... Này, nếu bà là ma, không, đi chỗ khác chơi cho tôi ngủ nha. Tôi nói thật với bà, cả đời thằng này đã từng sống cùng với ma. Không, nhà anh đừng có sợ, tôi không phải là ma. Em đến đây để nhờ anh một chút việc thôi. Đừng lại. Này, đừng có lại gần tôi nữa. Dù cho bà là ma hay là người, đi chỗ khác chơi. Tôi là thằng khô sách áo ôm, không có gì cho bà nhờ vả đâu. Đi, cút xéo. À quên, xin lỗi, đi. Xin anh đừng có xua đuổi em như thế. Hãy cho em nói mấy lời thôi. Rồi anh đuổi em cũng chưa muộn cơ mà. Có gì thì nói nhanh đi, để tôi còn đi ngủ. Đời em khổ lắm anh ơi. Em chốt lấy phải thằng chồng vũ phu, nghiện rượu, lại ra trường nữa. Em đã có với nó 5 đứa con rồi, nhưng khổ nỗi toàn là con gái thôi. Nó cứ đánh đập, hành hạ em suốt. Nó lại còn nguyền rủa em là con đàn bà không biết đẻ nữa. Việc của nhà ba liên quan gì đến thằng này? Sao đêm hôm lại ra đây kể lể với thằng này? Dạ, có anh ơi. Anh cứ để cho em kể tiếp đã. Bây giờ nó muốn em đẻ tiếp, mà phải đẻ ra thằng con trai. Nếu không, nó đánh đập em chết mất. Khổ thân em lắm anh ơi. Em xin anh, em xin anh hãy thương lấy em. Thương bà, tôi làm được cái gì? Em xin anh hãy cho em một đứa con trai. Vì em biết thằng chồng em, nó không thể có con trai được. Chuyện này chỉ có anh và em biết thôi. Em thề em sẽ giữ kín. Một đứa con trai. Bà điên, bà hâm à? Tôi với bà đâu có quen biết gì nhau, ai lại làm thế? Kìa anh hãy giúp em. Kìa anh. Anh không. Anh ơi, bà bị dở hơi à? Con mà mày dở hơi ý. Sao ạ? Nhà anh đúng là hoang quá. Không hiểu ạ. Gà luộc ông sơi cả con, đàn bà thì nó dâng lên tận mõm. Trả bù cho ta. Mà thôi, rồi sao nữa? Thế là xong rồi. Khổ thân con lắm thầy ơi. Ôi giời ơi, khổ quá thật. Khổ thế nào thì cũng phải kể cái khổ ra để người ta biết là khổ đến đâu, để người ta giúp cho đỡ khổ. Chứ lại... Thế cái đêm hôm đấy có gì không?
Là sao ạ? Có ấy không? Ấy là sao ạ? ABC, ABC. ABC là sao con không hiểu? Tức là cái con mụ đàn bà nó xin quân mày có cho không? Ơi chết. Thôi, để con kể tiếp cho thầy nghe. Em lạy anh, em cầu xin anh, hãy thương lấy thân phận người đàn bà như em, cho em một đứa con. Bằng không, em cũng không tiếc sống nữa. Thôi, 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 thôi. Nhà chị đứng lên đi. Mà sao lại phải khổ thế? Anh không giúp em thì em chết luôn ở đây. Vì không có thằng con trai thì đằng nào thằng chồng em nó cũng hành hạ em chết mất thôi. Chỉ bằng em chết quách luôn ở đây cho nó xong. Ok. Chị bình tĩnh lại đi. Tôi tuy là một thằng khố rách áo ôm, nhưng không phải tôi không biết suy nghĩ, không biết thương người. Anh hãy thương lấy em, bằng không em sẽ chết ngay ở đây này. Ôi giời ơi, thiếu gì cách, sao lại phải làm cách đó chứ? Kìa, chỉ một lần này thôi, em hứa sẽ không bao giờ gặp mặt anh nữa đâu. Ê, chúng mày vào đây, vào đi. Mày đi rồi. Mày, từ lâu ông đã nghi nghi rồi. Hôm nay ông mới bắt được quả tang mày. Trốn chồng đi với giai ngoại tình nhá. Chúng mày vào đánh chết nó cho ông. Bao nhiêu tội ông chịu hết. Không được, mấy người nhầm người rồi. Đuổi, đuổi ngay thằng đấy, thằng chán phu. Trời ơi, thế là hỏng ăn. Chú mày đúng là số ăn mày. Mà bây giờ ấy, thằng chồng nó còn báo công an đang truy lùng nữa đúng không? Dạ đúng thế ạ. Đấy mà, con mong thầy làm phúc, thầy ra tay cứu giúp con thoát khỏi hoạn nạn này. Con không bao giờ quên ơn thầy đâu ạ. Được con lại... rồi đừng đa lễ, để ta tính. Nào, lên nào. Ủa, Kiệt, Kiệt thích quá cơ. Này nữa nào. Lên phải mất nhá. Bọn mày đi cả làng còn phải chết với bà. Bọn mày bốc lửa quá. Nhìn này, bốn mươi năm nào, tám năm này, tám trăm hai mươi ba này. Bây giờ ta nói với nhà anh thế này. Dạ. Nhà anh cùng đường rồi. Vâng. Chỉ còn có một cách thôi. Cách gì ạ? Theo ta, làm đệ tử. Ui dồi, con đội ơn thầy con. Từ từ để người ta nói hết đã nào. Dạ. Theo ta. Vâng. Ta bảo gì phải làm đấy. Sẽ có cơm ăn, có áo mặc, có tiền tiêu, có nhà ở, không phải chun chui chun lủi như thế này nữa. Hiểu chưa? Vâng, thế thì phúc đức cho con quá. Ừ. Nhưng con muốn hỏi một câu có được không ạ? Cứ hỏi. Con là dân lao động, đi làm thuê để kiếm cái ăn. Ừ. Con muốn sòng phẳng. Ừ. Con phải làm gì ạ? Nhà anh cũng khá đấy. Được. Ta cũng thích làm việc với những người sòng phẳng. Nhá. Mà cái việc ta ra cho anh ấy đơn giản, nhàn hạ mà lại có tiền. Mà tiền nhiều là đằng khác nhá. Dạ, con đội ơn thầy ạ. Cụ thể con phải làm cái gì ạ? Đứng dậy.
quay một vòng ra xem nào. Quay ngược chiều kim đồng hồ. Vinh Trê. Có đi được đấy. Đâu ta xem nào. Không cơ bụng đấy. Sáu múi cơ đấy. À, hít 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 ta xem. Úi dồi ôi. Bụng tám múi cơ đấy. Thôi thở ra thở ra. Rồi. Được. Khá lắm. Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân. Cho bộ quần áo khác vào cái là thay đổi danh phận ngay. Danh phận gì thế? Ta vừa quyết định thay đổi danh phận cho chú mày. Từ thằng đánh dậm trở thành xin lỗi, anh chỉ là thằng bán tàu phớ. Chú mày sẽ đi bán tàu phớ. Bán tàu phớ? Con đổi ơn thầy, con đổi ơn thầy, con đổi ơn thầy. Đó là việc thứ nhất. Việc thứ hai, chú mày sẽ được chu cấp quần áo, có điện thoại di động, có xe đạp riêng, có phụ cấp tiêu vặt và có cả công tác phí nữa. Thế thì phúc đức cho con quá. Ba là quyết định này có hiệu lực kể từ ngày mai. Tầm này, tại gốc cây kia. Nhất trí, nhất trí. Bốn là trong khi chờ đợi được cấp nhà công vụ, chú mày cứ tạm thời cư trú ở gốc cây kia. Cấm gì rời khi chưa có lệnh của ta. Nhưng mà... Làm sao? Hả? Ý kiến à? Năm là đương sự có trách nhiệm thi hành quyết định này. Sự là ai à? Là mày. Tuân lệnh. Thế là mất toi buổi chợ cuối năm. Ê, cháu chào hai bác ạ. Người mới chẳng ngợ. Ông trông xem, trông có da giống gì không? Như quái thai, nửa váy nửa quần. Cái bà này, thời buổi văn minh phải suy nghĩ nó thoáng thoáng lên chứ. Vâng, tôi không văn minh. Hả? Úi giời. Cậu. Không được. Hả? Vứt ngay cái váy quê mùa này đi cho cậu nhờ. Khiếp. Sắp thành siêu sao đến nơi rồi mà vẫn mặc cái váy cũ kỹ như thế này à. Thế thì chết. Chết thật. Này cậu ấy nhá. Đến cái gì mà muộn thế? Đến muộn như thế phóng viên báo chí người ta đến đây bây giờ ấy. Mẹ thông cảm nhé. Tết nhất là dịp làm ăn của cậu. Bận không mở mắt ra được ấy. Mà mẹ sốt ruột làm gì nhỉ? Người ta cần mình, chứ mình có cần người ta đâu nhỉ? Cậu cứ nói thế. Mà cũng phải nhở. Mà bây giờ ấy, mình đã nổi như cồn trên Facebook rồi. Phải hàng kỹ. Mình đã từng tham gia đóng phim Tình Yêu Hoa Râm Bụt ở nước ngoài. Có phải là diễn viên hạng xoàng đâu. Mà bà ai bà lúc nào cũng chĩa cái ống kính, cái micro vào mà hỏi mà han. Cũng phải nhở. Phải quá đi chứ lị. Tầm cỡ như mẹ ấy, là phải có quản lý riêng này. Luật sư riêng này. Cố vấn nội dung này. Cố vấn hình ảnh này. Cố vấn nâng váy này. Có vệ sĩ bảo vệ riêng từ lâu rồi mới phải chứ. Chứ không phải bà ai cũng tùy tiện vào gặp, hỏi han phỏng vấn phỏng veo gì cả. Thế nhưng mà em chót nhận lời rồi. Chót chép cái gì? Chả nhẽ bây giờ lại đuổi người ta về. Mẹ tôi dại quá. Người như mẹ vừa nhan sắc lại tài năng còn nhân hậu nữa. Quả là hàng hiếm thời nay đấy. Không như cái bọn showbiz bây giờ. Trông phát tẩm. Đúng rồi. Đã bất tài lại còn kinh kiệu này, óng ghẹo này. Nhiều đứa ấy, mời cậu làm cố vấn, cậu cho trai đẹp lót lá chuối dắt tay ra ngoài hết. Cậu ấy thì cậu thèm vào. Ôi cậu nói khéo quá. Em phải học mới được ý. Thế thì mẹ cứ ngồi xuống đây để cậu bổ túc cho. Chứ làm người nổi tiếng như mẹ mà không biết ăn biết nói thì phí lắm. Mà mẹ đã có scandal nào chưa nhỉ? Scandal là cái gì? Ôi giời ơi, mẹ tôi quê quá. Nghệ sĩ nhỡ thế này thì chết. Scandal ấy là phải tạo ra một hiện tượng gây sốc để nhiều người biết đến. Thậm chí họ chửi rủa này, họ ném cà chua trình thối vào mặt này. Nghĩa là làm sao càng nhiều người biết đến thì càng tốt.
Như việc cậu bảo mẹ chụp ảnh ấy ấy đưa lên Facebook đấy. Ờ em hiểu rồi. Thôi bây giờ cậu nhanh tay lên đi. Giờ kén đồ tính sau. Được rồi, nào đứng dậy nào. Nào, hôm nay em mặc gì? Làm việc với truyền hình ý, mẹ tôi chỉ cần ăn mặc giản dị thôi. Đây. Mẹ tôi mặc tạm cái váy này là được rồi. Nhưng mà mặt với tóc ấy thì phải làm lại thật kỹ, để nó toát lên được cái vẻ quý phái sang trọng của mình chứ. Thôi được rồi, cậu nhanh tay lên tí. Muốn nhanh thì cũng phải từ từ. Cậu mà cáu cậu không làm nữa thì cũng mà. Thì em cũng chỉ nhắc thế thôi. Mà cậu nói cũng phải nhỉ. Muốn nhanh thì phải từ từ. Câu nào hay quá, để em chép vào sổ em trả lời phỏng vấn nhá. Mà mẹ tôi là phải lưu ý khi trả lời phỏng vấn phóng viên đấy nhá. Chứ cái bọn phóng viên ấy là hay vặn vẹo cài bẫy, xỏ xiên lắm. Cài bẫy là thế nào ạ? Cậu nói làm em sợ. Việc gì mà phải sợ nhỉ? Mình đường đường là một nghệ sĩ nhỡ cơ mà. Mà đã biết người ta hỏi cái gì đâu mà bảo cho mẹ cách trả lời. Chỉ nhắc mẹ ấy, khi người ta hỏi về nội dung phim mình tham gia thì bảo cố vấn nội dung của tôi sẽ trả lời sau. Người ta hỏi về gu ăn mặc thì bảo cố vấn hình ảnh của tôi cũng sẽ trả lời sau. Hỏi về đời tư thì bảo sinh ra trong một gia đình truyền thống nghệ thuật, bố là nghệ sĩ mà mẹ cũng là nghệ sĩ. Khi người ta hỏi về chồng con thì bảo là cố vấn tình cảm của tôi sẽ trả lời sau. Thế nhưng mà em làm gì có cố vấn nào. Chết mẹ trẻ của tôi ơi, mình phải nói phứa phựa ra cho nó sang mồm chứ, lại mình là siêu sao cơ mà. Cậu nói thế cũng phải nhỉ. Nhưng mà cậu nói ào ào như thế em không tài làm mà nhớ lộn. Đại khái thế thôi, yên tâm, lúc phỏng vấn ý cậu sẽ đứng bên cạnh nhắc bài cho. Bây giờ thì xong rồi. Quay một vòng mẹ trẻ. Ngồi xuống. Đấy, thấy nuột nà chưa nè, ngon nghẻ chưa nè, sang trọng quý phái, nở nan chưa nè. Đấy, trông như là cô gái cũng tuổi đỏ. Ai tàu phơ đây? Tàu đây đây, mời ông bà đứng ra đây. Nào nào, cái lũ trẻ con này cứ loanh qua loanh quanh à. Ôi trời, tránh ra. Để yên cho cậu làm việc. Thưa bà con, chúng tôi làm cái đại cảnh này là phức tạp lắm, cho nên mong bà con hãy thông cảm, đứng tránh sang và thật trật tự cho chúng tôi. Ui dồi, xin lỗi. Chị cho hỏi thăm, nó làm cái gì mà ồn ào đông đúc ở trong đấy vậy? Họ đang phỏng vấn con bé nhà này đấy. Phỏng vấn à? Tên cô ấy là gì vậy? Tên mẹ đẻ gọi là Na. Thế mà bây giờ đi đóng phim về, người ta lại gọi là con thất thỏ. Kính thưa quý vị, ngay tại lúc này đây, nhóm phóng viên chúng tôi đang có mặt tại nhà riêng của nữ diễn viên điện ảnh Thẫn Thờ, người mà cách đây 10-15 năm trước đã đóng góp một vai diễn để đời trong phim Chuyện tình hoa dâm Bụt. Và hiện nay, chị là một trong những gương mặt đang hot nhất trên mạng xã hội. Thưa nữ nghệ sĩ Thẫn Thờ. Các người nhầm rồi, tên cháu nó là Na, Nguyễn Thị Na, chứ không phải là Thẫn Thờ. Ôi trời, cái bà kia, trật tự, đang thu tiếng. Yêu cầu bà con trật tự, trong lúc đoàn làm phim đang làm việc, không được nói leo, không chạy vào hình, chúng tôi xin cảm ơn. Tiếp tục. Dạ ơi, phim mới chả phỏ. Thưa nghệ sĩ Thẫn Thờ, chị có thể cho khán giả được biết lý do tại sao đang là một gương mặt đầy tiềm năng bỗng dưng chị lại đột ngột vắng bóng ngần ấy năm trời ạ? Chị cho biết lý do đi ạ. Em có bỏ cuộc đâu. Chẳng qua là... Chẳng qua là vì... Vì sao ạ? Thưa các quý vị, xin các quý vị chờ cho một chút. Có lẽ nữ nghệ sĩ Thẫn Thờ của chúng ta, chị đang quá xúc động phải không ạ? Phải rồi. Vì đã quá lâu rồi, nghệ sĩ Thẫn Thờ của chúng ta, chị chưa gặp lại công chúng thân yêu của mình mà. Có đúng không ạ? Ôi giời ơi.
rồi, em biết rồi. Là vì cô cô trợ lý nghệ thuật của em Bảo sao? Hỏi ông ý hỏi ông ý. Dạ vâng, thưa quý vị, câu trả lời này chúng ta có thể hiểu được như sau ạ. Sở dĩ ngần ấy năm trời nghệ sĩ thẫn thờ vắng bóng trên phim ảnh là vì trợ lý nghệ thuật của cô ta, người đã quá cố rồi. Có phải không ạ? Đúng rồi. Dạ thưa cô thẫn thờ. Thằng kia, mày không thấy tao quay à? Đi ra. Cậu cái gì? Tôi đề nghị bà con là trong khi đoàn đang quay không được ai chạy vào ống kính. Xin cảm ơn. Đấy. Dạ thưa nghệ sĩ thẫn thờ, chị có thể cho khán giả được biết hoàn cảnh nào đã thúc đẩy chị đến với con đường nghệ thuật điện ảnh được không ạ? Cái này thì thường thì các nghệ sĩ ở nước ta ấy thì được sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm nghệ thuật. Thế còn nghệ sĩ thẫn thờ thì sao ạ? Sao ạ? Thế nào hả? Cái gì? Ha, em biết rồi, em biết rồi. Vì cụ thân sinh của em đều là nghệ sĩ ạ. Quả là tuyệt vời, xin chúc mừng chị. Thưa nữ nghệ sĩ thẫn thờ, chị có thể cho khán thính giả được biết hai cụ thân sinh nhà mình làm nghệ sĩ gì không ạ? Cái này thì hả? Hỏi cụ vẫn nghệ thuật. Dạ, cái này thì em biết ạ. Là gì ạ? Mẹ của em thỉnh thoảng có chơi nhạc cụ. Nhạc cụ gì nhỉ? Nhạc cụ gì ạ? Violon đùi. Chắc là kéo đàn nhị ạ. Thế còn bố của nghệ sĩ làm nghệ sĩ gì ạ? Bố của em làm nghệ sĩ múa. Múa? Nói thật, bố em phơi nghiến này đẹp như múa luôn. Ôi dồi ôi, mẹ trẻ ơi, là mẹ trẻ ơi. Thằng cậu không đỡ được mẹ trẻ nữa chú. Ui dào ơi, bảo vệ đâu, bảo vệ đâu? Đuổi ngay cái thằng ông em ra. Ui, tí đổ mày còn quay kèo gì nữa. Bảo vệ đâu rồi, nhanh lên. Đây ạ, thằng này ở đâu mà vào đây phá đám đoàn phim này hả? Các boy nhầm rồi, cậu là cố vấn nghệ thuật của nghệ sĩ thẫn thờ cơ mà. Cố vấn cô viết cái gì? Cút đi con, tao cho một phát bở sọ bây giờ. Cái đồ ma cả bông ma cả chớp. Cút. Cái đồ. Đồ gì? Cái đồ không biết cố vấn nghệ thuật thẩm mỹ là cái gì. Kiếm đâu được thằng bảo vệ to con thế. Dạ, xin được hỏi nữ nghệ sĩ thẫn thờ ạ, một câu cuối cùng thôi ạ. Triết lý sống của chị là gì ạ? Muốn sướng thì phải hành, không hành làm sao sướng. Alo. Dạ pháp sư à? Dạ con đây. Dạ con có chuyện này quan trọng cho pháp sư này. Có chuyện gì đấy? Dạ có con bé diễn viên điện ảnh xinh lắm. Dạ tên nó hơi ngây ngô, chưa chồng, chưa người yêu luôn. Dạ bố mẹ đang lo ế chồng giống bà cô tổ đến nơi rồi. Tên nó là gì? Dạ tên nó ấn tượng lắm, thẫn thờ. Nhà nó ở đâu? Dạ nhà nó ở giữa làng ấy. Pháp sư biết không, nhà nó có vẻ hơi giàu có đấy. Mày nói thật không đấy? Dạ, pháp sư cứ đến hỏi, ai cũng biết hết đấy. Tại nó là diễn viên nổi tiếng mà. Dạ, ok. Tao phớ đấy. Ôi giời ơi, con ơi là con, nhục ơi là nhục. Ôi giời ơi, mày làm như thế thì khác gì bôi do chất chấu vào mặt bố mẹ mày. Trời ơi là trời. Này này lại còn tránh cái ảnh này. Để quần áo này, váy vót này. Ôi giời ơi, mày làm như thế này là mày vác mặt ra làm trò cười cho cả làng cả xóm đấy. Ôi giời ơi, từ bây giờ thử hỏi bố mẹ mày có dám vác cái mặt này ra đường ra chợ nữa không hả cái con kia.
Tao nói mày không nghe thấy cái gì hả? Ôi trời ơi là trời ơi. Mày là còn chùm chăn hả? Dậy ngay. Mày còn nằm ườn ra đấy nữa à? Mày dậy mày vứt ngay những thứ này ra ngoài đường cho tao. Vứt ngay hết đi cho tao. Con không vứt ngay. Cũng không được vứt. Đây toàn là thần tượng của con. Ôi trời ơi. Tôi mang nặng để đau nuôi nó lớn bằng tấn này mà nó lại bảo mấy cái thằng đấy là thần tượng của con. Ôi giời. Cái bà ơi, này là làm gì mà mắng những con khiếp thế hả? Ông bạn mà xem, bênh nhau đi. Ôi thầy ơi con khổ tâm quá thầy ơi. Ông ơi, ông ra tôi bảo gì? Ông ơi, ông cố ơi, cái bà này này ông ơi, có chuyện gì mà bà làm cứ như cháy nhà? Ông nhìn kìa, có cái gã kia lạ lắm ông ạ, cứ đứng ở ngoài cổng nhà mình nhá, đấy này, mắt nhìn trời nhìn đất, rồi miệng lẩm bẩm, bữa mày quay cuồng cái gì không biết nữa. Tôi thấy hình như ông này là thầy cúng thì phải. Vớ vẩn, bảo quan tâm làm gì? Con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật. Giê-xu ma lạy Chúa tôi, con lạy Thánh A-la. Ôi giàng ơi. Hay là nhà mình có chuyện gì? Thôi, tôi với ông ra ngoài nhà hỏi xem sao. Đi, đi cái ông thầy cư nhỉ. Dạ thưa thầy ạ, chẳng hay thầy đang làm cái gì trước cổng nhà chúng tôi thế ạ? Đợi một tí. Anh chị vừa đứng đây đấy à? Dạ, dạ. Thầy vừa bảo chúng tôi đợi thầy một tí hả? Đúng rồi. Chả là thế này. Ta đang trên đường đi hành hiệp, ngang qua cái dẻo đất này này. Đấy, thấy có chuyện chẳng lành. Bỏ đi thì thành ra là người sống không có đạo đức. Cơ mà giúp ấy thì lại thiệt đến thân, vì đây đó là chuyện thiên cơ. Hiểu không? Thế nhưng ta vẫn quyết định lẳng lặng giúp rồi đi thôi. Tôi chết. Thế cái mảnh đất này nó làm sao ạ? Vì nó ở ngay trước cửa nhà tôi mà. Mà thầy là... Ta chả là cái gì cả. Cũng bình thường như mọi người thôi. Thôi, ta bận lắm, ta phải đi rồi. Ê, thưa thầy. Dạ, thầy đừng khiêm tốn ạ. Dạ, con biết chắc chắn thầy là thầy cúng. Lúc nãy con còn thấy thầy bắt quyết trừ tà mà. Dạ, thưa thầy, thầy đã có lòng cứu giúp thì thầy cứu giúp chúng con cho chót à. Dạ. Ui, đừng có gọi ta là thầy bà gì cả. Người ta nghe thấy rồi bảo ta là hành nghề mê tín dị đoan, lôi lên chính quyền là chết đấy. Kìa thầy. Mà chuyện của nhà anh chị cũng đã giải quyết xong rồi. Thôi, để ta đi thôi, kẻo trễ việc của nhà khác. Ấy, thầy dạ. Ơi, dạ. Cái gì? Mong thầy rủ lòng thương chúng con ạ. Dạ. Dạ, có việc gì thầy cho chúng con biết dạ, với ạ. Dạ. Lúc nãy không hiểu thầy bị tật hay sao ấy. Có thấy thầy cứ lắc đầu thế này ạ? Ơi dạ dạ. Dạ, chứng tỏ việc của nhà con chắc chắn là có việc gì rồi ạ. Dạ. Xin thầy đừng bỏ đi như thế chứ ạ. Vâng. Ngại thế chứ nhỉ. Nhưng thôi được rồi. Vâng. Ta chỉ nói với anh chị một câu thôi. Dạ, dạ, dạ. Chúng con xin dạ. Nghe ạ. Thôi. Ấy sao lại thôi?
xin thầy cứ nói giúp. Vợ chồng chúng con đều là những người có đầu có đuôi. Dạ, chúng con sẽ hậu tạ. Dạ hậu tạ. Láo nào. Ta hành hiệp cứu người, dạ, chứ không màng đến hậu tạ. Nhưng mà nhìn mặt chị nhiều nốt ruồi thế này rất là phúc hậu, cho nên ta nói vậy. Dạ. Đây này, cái mảnh đất này này, tức là nhà anh chị có rất nhiều vong đàn ông, già trẻ lẫn lộn, Tây ta có cả, mà có cả vong Tây Châu Phi nữa. Anh chị đã nghe câu nhất phi nhì hàn chưa? Trời, ghê gớm lắm. Nếu như nhà anh chị chỉ có con trai thì không sao, nhưng mà vong con gái là càng đấy, bởi vì các vong nó theo dữ lắm. Nếu mà không biết chấn trị kịp thời nhé, chắc chắn sẽ trở thành bà cô. Thôi, biết thế thôi nhé. Ta đi đây. Dạ, con lạy thầy. Dạ, con xin thầy đừng đi ạ. Dạ, thầy đã biết quá rõ sự việc nhà con rồi, thì chắc chắn thầy sẽ có cách cứu giúp. Dạ, mong thầy rủ lòng thương ạ. Dạ, mọi phí tổn thế nào chúng con xin chịu hết ạ. Ô hay cái nhà chị này, sao tự dưng lại lăn đùng giữa đường thế này? Đứng dậy đi, ai lại... Hả? Ô, thế... Hóa ra nhà anh chị cũng có con gái à? Dạ, dạ vâng ạ. Cháu nó vẫn đang một thân một mình đấy ạ. Tốt quá. Chết. Dạ. Thế này thì chết. Vậy để rước thầy vào nhà cho vợ chồng chúng con được thưa chuyện. Chứ để thầy đứng thế này, ẻ bất tiện. Dạ, mời thầy ạ. Dạ, mời thầy. Dạ, mời thầy vào trong nhà. Ngại chết với vợ chồng này chứ nhỉ. Dạ, để rước thầy vào nhà. Này. Dạ, vâng ạ. Để rước thầy ạ. Dạ, mời thầy ạ. Dạ, mời thầy ngồi ạ. Tết nhập gươm mệt quá. Dạ. Ôi, mời thầy. Bao nhiêu người mời gọi đi chứ. Điện thoại cứ ong hết cả thủ đi. Giúp thì không xuể, mà từ chối thì không đành. Mà này tôi nói nhá, riêng cái việc từ chối không thôi cũng đã thiệt hại rồi, chứ đừng nói đến giúp. Dạ. Dạ, chúng con biết chưa ạ. Dạ. Biết cái gì? Dạ. Dạ. Dạ, dạ. Chúng con biết rằng làm cái nghề của thầy những ngày này là vất vả lắm chứ ạ. Vất vả lắm. Mà này, không chỉ vất vả thôi đâu nhá. Dạ. Mà còn nguy hại đến cả ngọc thể. Sao lại nguy hiểm đến thế ạ? Thì đấy, ngày hôm qua chứ đâu. Có hai vợ chồng nhá, trông sang trọng lắm, mà nghe đâu tay chồng còn làm chức gì to lắm ở trên tỉnh ấy. Gánh ô tô đến tận nhà ta, từ tờ mờ sáng mời ta về làm lễ, nhưng mà ta từ chối ngay vì bận làm lễ cho nhà khác rồi. Hai vợ chồng cứ nì nèo đun đẩy, bắt ta lên xe đi luôn. Đã thế nhá, còn dúi vào tay một bọc tiền to vật đấy, nặng trịch. Nhưng mà ta kiên quyết từ chối, ta làm là vì cái tâm, đâu phải vì tiền. Thế là cứ đùn đi đẩy lại, bọc tiền rơi bố vào chân, mất bố đôi giày. Ôi chết chết. Cơ mà tiền rơi xuống thì làm sao mà giày há mõm được ạ? Dạ. Có khi là vàng ấy. Đúng rồi, chỉ có vàng mới nặng được như thế thôi chứ. Đấy, thấy chưa, toạc bố cả mũi giày. Chết thật. May là thầy còn đi giày, chứ không thì bật mất móng chân còn gì. Thôi thì của đi thay giày, thầy nhảy. Ai lại nói của đi thay giày, mà phải nói là giày đi thay móng chân mới đúng thầy nhỉ. Ôi giời ơi, cái gì đi thay cái gì mà chẳng được. Vâng. Ta kể cho anh chị nghe những chuyện như vậy, dạ, là để anh chị hiểu, dạ, là cái nghề của ta rất nguy hiểm, dạ, rất dễ bị tai nạn vì tiền, dạ, chứ không phải là cứ ngồi một chỗ mà phán hay sơi cỗ đâu. Vâng. Nhớ. Dạ. Chúng con biết chứ ạ. Mà này, cái chuyện vàng mà rơi vào chân ý là chuyện bình thường. Dạ. Người đời nhiều đứa nó không hiểu, nó lại bảo ta là hành nghề mê tín dị đoan. Thế chứ nhỉ. Thế rồi là lên báo chính quyền, lên báo công an để rình rập bắt bớ. Hả? Ôi ôi. Thầy. Làm cái gì thầy mà làm gì cứ cuống lên thế? Ôi thế chó nhà hàng xóm à? Ôi dồi, thế mà thầy. Này, anh chị có đôi giày nào khác không? Dạ. Được, có ngày ạ. Thầy chờ một chút. Dạ. Mải vui câu chuyện quên khuấy đi mất.
vợ chồng em có đôi giày. Dạ, biếu thầy. Dạ, giày này còn tốt lắm, chó cắn không thủng được đâu. Anh chị cứ vẽ chuyện. Chẳng qua là cái đôi giày này nó rách quá rồi. Dạ. Đi lại nó không cơ động. Vâng. Chứ còn ta làm việc thánh thì đi cái chó ấy chả được. Cảm ơn nhé. Phải công nhận cái nghề thầy cúng của thầy là vô cùng nguy hiểm. Anh vừa nói cái gì đấy? Em nói là cái nghề thầy cúng của thầy vất vả và nguy hiểm vô cùng. Anh nhắc lại ta nghe xem nào. Dạ, em nói là cái nghề thầy cúng. Ta về. Thầy, sao thầy lại về ạ? Dạ. Thầy còn chưa giúp chúng con giải quyết những cái vong ạ. Dạ. Nhà anh xúc phạm ta quá lắm rồi, thưa chết. Dạ thưa thầy, chúng con có điều gì không hay không phải, mong thầy cứ dạy ạ. Dạ vâng ạ. Dạ, chúng con không hiểu thầy giận chúng con vì lý do gì ạ. Dạ. Thôi được rồi, không biết thì ta nói cho mà nghe nhé. Dạ. Khắp cả cái vùng này, dạ, từ ông to bà lớn cho đến dân đen đều gọi ta là Francais Bones. Francais Bones là cái gì ạ? Là gì ạ? Không biết là cái gì ạ? Dạ không ạ. Phong văn hóa kém lắm. Dạ. Franc tức là Pháp. Dạ. Bones tức là sư. Dạ. Francais Bones tức là Pháp sư. À dạ, Pháp sư. Thế mà nhà anh chị suốt từ nãy đến giờ lúc nào cái thầy cúng, người ta đã dơ, người ta không thèm nói, còn lên nước cái mặt thế này mà bảo là thầy cúng à? Hả? Ta mà phải ngồi cùng chiếu với mấy cái thằng thầy cúng lông gà lông vịt đấy à? Láo đó. Thôi chết. Dạ, chúng còn cứ tưởng thầy cúng với pháp sư như nhau, cũng là làm cái việc cúng cả thôi ạ. Này. Dạ. Nhà anh chị định dìm hàng ta đấy à? Xin lỗi nhé. Đã đành ý, cùng là cúng với nhau, thế nhưng mà cúng nó cũng phải có đẳng cấp, có trên có dưới, có cao có thấp chứ thì nhau. Dạ, oan cho chúng con quá. Quả thật là chúng con không biết được giữa pháp sư và thầy cúng nó khác nhau chỗ nào ạ. Hả? Anh chị không hiểu thật á? Dạ, thật à. Mà. Thôi được rồi, bây giờ ta giải thích thế này nhá. Dạ. Pháp sư khác thầy cúng ở cái chỗ tức là pháp sư, dạ, nó là pháp sư. Dạ. Còn thầy cúng thì đương nhiên nó phải là thầy cúng rồi. À, dạ đúng rồi. Đó, đấy. Mà thôi, đã không hiểu mà có giải thích thế chứ giải thích nữa cũng chẳng hiểu được đâu. Dạ, dạ lạy thầy. Dạ. Thầy dạy chí phải. Dạ, chúng con người trần mắt thịt không phân biệt được giữa pháp sư với thầy cúng. Dạ, dạ từ nay chúng con xin gọi thầy là Pháp sư à? À? Đấy, thế có phải là nhuận nhĩ không? Tao phơ đi. Nào, bây giờ anh chị có vấn đề gì trình bày ta nghe xem nào. Dạ, dạ, chả là thế này ạ. Dạ, chúng con có cô con gái. Dạ. Năm nay cũng 30 tuổi rồi. Dạ, dạ, bạn bè cùng trang lứa với nó. À. Đã con bồng con bế. Thế mà nó chả chịu lấy chồng gì cả. Dạ, dạ, bố mẹ có động viên thì nó cứ lờ tịt đi. Dạ. Đấy, không ra đồng ý, cũng không ra phản đối. Dạ. Dạ. Dạ, chúng con chỉ sợ nó không lấy được chồng ạ. Dạ. Dạ, vừa rồi nghe thầy phán thế, con thấy đúng lắm ạ. Dạ. Dạ. Nên chúng con mới rước thầy vào nhà để thầy xem có cách nào giúp dạ chúng con không ạ. Kìa thầy. Thầy ơi. Thầy. Chết. Thế hóa ra điều ta tiên liệu đã trở thành sự thật à. Thế có nguyên nhân gì đặc biệt không? Chuyện dạ là thế này thầy ạ. Trước kia
gia đình con cũng có lúc khốn khó, nhưng không đến nỗi không nuôi nổi cháu ăn học. Nhưng nó chỉ học hết lớp 4 trường làng rồi không chịu học nữa. Cứ thế ở nhà giúp mẹ làm ruộng. Rồi sao? Thế rồi một hôm, trong lúc đang trồng mông lên cấy lúa ngoài ruộng thì có một ông nước ngoài đi qua. Ông ấy mở đóng phim thầy ạ. Gì khá quá nhỉ. Thế là cháu nó là diễn viên điện ảnh cơ đấy. Này, thế thì cháu nó cũng phải cũng phải gì phết thế nhỉ. Nỗi của đáng tội, hình thức của cháu chồng cũng chẳng đến nỗi nào. Thế à, này, thế anh chị kê nó ở đâu? Mang ra đây cho tôi xem mặt cái. Dạ, cháu nó thì ở trong buồng. Trong buồng dạ, à? Vợ thế ấy thầy. Hả? Trong buồng ấy. Nhưng nói thật với thầy, suốt ngày nó chỉ ru rú ở trong ấy, không muốn gặp người lạ đâu ạ. Mà chẳng hiểu ai xui khiến. Nếu ai muốn cần gặp thì nó bảo là cứ gặp quản lý riêng, vì nó không có thì giờ. Nó có quản lý riêng cơ á? Trời ơi, đấy là nó tưởng tượng ra thế thôi. Chứ làm gì có ai, nhà này chỉ có hai vợ chồng tôi thôi. Dạ, với lại cháu nó đang còn ngủ ạ. Thế giờ này mà còn ngủ á? Đúng là... Thường thì cháu thức cả đêm, làm cái gì thì không biết ạ. Thế đến ngày thì lăn quay ra ngủ ạ. Đấy. Hả? Lạ nhỉ. Hay là thế này, anh chị dắt ta đến buồng của cháu, hé cửa ra để cho ta ngắm nhìn dung nhan của cháu nó. Để ta tính xem nó có cách gì giúp được không. Hiểu chưa? Dạ. Mời thầy ạ. Dạ. Ê thầy. Hả? Dạ đây ạ. Đây. Đâu. Trong này ạ. Dạ cháu nó đây ạ. Trong này ạ. Dạ. Đấy. Ui ôi. Ôi trời ơi, thầy làm sao dạ, thế ạ? Thưa thầy có làm sao không ạ? Sao thế ạ? Ta thì không sao, nhưng mà gầy đấy. Gầy là như thế nào ạ? Gầy thế nào ạ? Cũng hơi khó nói. Cháu nó làm sao thầy nói đi. Cháu nó làm sao hả thầy? Hả? Thế tính nết cháu nó thế nào? Dạ, nói chung là cháu hiền lành, ngoan ngoãn. Chỉ có phải cái là hơi làm sao? Nhút nhát. Vâng. Cơ mà bạn bè thì đông lắm thầy ạ. Nhất là cái cánh bạn trai nhỉ? Dạ. Chỉ có từ khi đi làm phim về đến giờ thì tính nết nó thế thầy ạ. Vâng. Tính nết nó thay đổi thế nào? Nói chung là suốt ngày chỉ ôm khư được cái điện thoại với cái đống tranh ảnh tài tử nước ngoài. Vì thế mà không đuổi, nhưng cánh đàn ông cứ thế là bỏ đi sạch. Cho nên bây giờ nó mới thế thầy ạ. Bệnh nặng rồi đấy. Cái bệnh này ấy, nôm na ấy, người ta gọi là bệnh ngôi sao. Đấy, vớ vớ vẩn vẩn thế thôi. Nhưng mà chót dính vào một tí là không trở lại đời thường được nữa đâu. Khiếp lắm. Thầy nói như vậy đúng bệnh con gái nhà con đấy ạ. Hay thật đấy nhỉ. Đã bảo người ta là pháp sư thì cái gì người ta chả biết nữa. Thầy nói như vậy chắc là có cách giúp nhà con chứ ạ? Không dễ như thế đâu. Dạ. Tôi nói nhé, nội cái việc mà bị các vong đàn ông người châu Phi nó đeo bám lằng nhằng không gỡ ra được đã là khó rồi. Đằng này lại còn thêm cái bệnh ngôi sao của người dương nó chằng vào nữa thì... Làm thế nào bây giờ thầy ơi? Không khéo để con bé sống như vậy lại hoai đấy. Sau này thành bà cô tổ, thiêng ra phết đấy. Anh chết. Dạ, không được đâu thầy ơi. Dạ, chúng con không muốn con gái chúng con trở thành bà cô tổ đâu ạ. Dạ, chúng con muốn nó sinh con đẻ cái như người bình thường cơ ạ. Vâng ạ. Ta biết, đã đành là như thế. Cơ mà, anh chị đã làm lễ bái gì cho cháu nó chưa? Dạ, chẳng còn cái lễ nào chúng con không làm ạ. Kể cả cái lễ cắt dây tơ hồng cho cháu nữa.
Thế mà bao năm nay, dạ, chả có tác dụng gì ạ. Ăn thua gì? Cái việc này là phải làm tại gia. Chứ ngoài đường, ngoài chợ thì thần thánh nào biết mà chứng cho. Thôi chết, dạ, chúng còn phải làm thế nào ạ? Làm thế nào ạ? Có lẽ ta đành phải lỗi hẹn với ông quan ở trên tỉnh mà giúp anh chị vậy. Dạ, dạ. Vợ chồng chúng con ngàn lần đổi ơn thầy, thầy ạ. Rồi, để ta xem nào. Úi giời ơi, cái bát hương để như thế kia thì có mà thờ cúng đến mồng thất. Các quan thần linh với cả gia tiên cũng chẳng chứng cho. Sao ạ? Dạ thưa thầy, dạ bây giờ phải làm thế nào ạ? Dạ chúng con phải đặt bát hương ở đâu ạ? Dạ bây giờ thì không kịp nữa rồi. Để ra riêng ngày rộng tháng dài, ta sẽ bày cách mà đặt lại bát hương nhé. Dạ. Còn bây giờ ấy, ta sẽ xin âm dương để hỏi các quan thần linh có đồng ý giúp cháu nó hay không. Dạ vâng ạ. Quý hóa quá. Đừng làm gì. Dạ vâng ạ. Chết nhanh cả. Dạ. Úi giời, nhìn cái gì? Ngồi xuống. Dạ. Sao rồi hả thầy? Sao hả thầy? Lời thỉnh cầu của ta đã động đến các vị thần linh, thổ công thổ địa, long mạch của cái nhà này, nhưng tất tần tật các vị đều khước từ. Mà đây toàn là chỗ quen biết đấy chứ. Các vị là chó gì ta? Đến ta mà còn bị từ chối thì chắc là hết cách rồi. Trời ơi. Cuộc đời làm pháp sư của ta chưa bao giờ mà bị bẽ mặt như thế này. Tôi chết. Dạ, xin thầy cố gắng cứu giúp chúng con. Dạ, tốn kém bao nhiêu chúng con cũng xin chịu ạ. Ta bảo đừng có nói chuyện kinh tế ở đây mà. Từ từ để ta tính. Thực ra là vẫn còn một cách đấy. Ui dạ, dạ, cách gì? Thầy nói ngay đi ạ. Cách này rất khó, mà lại tốn kém nữa. Dạ, khó dạ. Mấy, tốn kém mấy, vợ chồng chúng con cũng dạ, xin chịu ạ. Phải cấy một cái thai vào bụng con bé. Thầy nói là cấy thai vào bụng con bé nhà con ấy ạ. Thế không lẽ vào bụng bà? Dạ, tôi chết, dạ không được đâu thầy ạ. Dạ, thế thì chết chúng con ạ. Dạ, tự dưng con bé không chồng mà chửa. Dạ, chứ không được, không ôi, được không đâu được, thầy ạ, không được đâu ạ. Khổ quá, ta biết là khó. Thế nhưng cách này là triệt để nhất. Bởi vì các vong nhìn thấy gái đã có chồng, nó không theo nữa. Dạ, ôi trời, dạ thưa thầy, dạ không còn cách nào khác hả thầy? Ta chỉ còn mỗi cách đấy thôi. Không có thì bó tay. Dạ thưa thầy, giả dụ phải đưa cháu vào bệnh viện để cấy thai thì các bác sĩ phải thụ tinh nhân tạo ạ. Sao lại vào bệnh viện? Sao lại nhân tạo? Anh chị chẳng hiểu cái gì sắt. Làm như thế có đến mùng thất mới cắt đứt được quan hệ với các vong. Dạ. Thế là thế nào? Chúng con không hiểu. Chúng ạ. Con không hiểu. Cái này phải làm tại nhà. Làm tại nhà. Dạ. Ai làm ạ? Ai làm ạ? Là ta chứ còn ai nữa. Ta đâu phải người lạ. Có đúng không? Là thầy. Là pháp sư. Phải là giọt máu của pháp sư thì cái bọn vong kia nó mới sợ, nó mới kiềng mặt, nó mới tránh xa ra. Nhớ không? Ôi trời ơi! Bạn cứ bình tĩnh rồi đâu. Đã bảo mà, việc này rất khó mà lại đắt lắm đấy. Giọt máu của pháp sư chứ có phải là của lục lâm thảo khấu đâu mà. Mà có khi còn phải đổi bằng cả cái nhà này chứ nhỉ. Thôi, con xin thầy, thầy đừng nói nữa. Vợ con nó ngất thật rồi ạ. Chuyện này mà đến tại cái nai nào con thì không biết xảy ra việc gì nữa đâu. Thầy để vợ chồng con bàn bạc thêm đã. Ok, mình
có làm sao không? Thế đấy à? Ta về. Dạ vâng. Lúc khác tao quay lại cũng dạ, không sao. Dạ vâng. Nhá. Vợ chồng cứ bàn bạc với nhau kỹ đi. Dạ vâng. Nhá. Ạ. Ôi trời ơi. Mình làm sao thế này? Mình ơi. Kìa thầy. Tao phơ đây. Phơ nào. Tao phơ đây. Tao phơ đây. À. Này. Cô gì ơi. Cô gì ơi. Này. Cô gì ơi. Này. Có nghe tôi nói gì không? Cô gì ơi. Cô gì ơi. Kìa. Sao cô lại dại dột như vậy? Tuổi xuân của cô đang phơi phới cơ mà. Alo. Dạ con đây thầy. Dạ con vừa cứu sống một cô gái định tự tử. Dạ cô thân thờ. Cái cô diễn viên mà hôm trước con kể với thầy ấy. Dạ. Dạ ở gần cây đa trên đê. Dạ. Này. Dạ. Mày chạy nhanh lên cái tao chạy nhờ. Chạy nhanh hết cỡ rồi. Không chạy nhanh được nữa. Mày nhá. Phúc tổ 70 đời nhà cô. Mà sao cô dại dột thế? Định hủy hoại tấm thân đẹp đẽ như thế này. Tấm thân mà cha mẹ cô nuôi nấng bao nhiêu năm mới có được. Hả? Cô nói cái gì? Sao anh lại cứu em? Ừ. Em chán sống lắm rồi. Ừ, ấy chết. Sao cô lại chán sống? Thân tôi đây này, cơ cực khốn khổ gấp ngàn lần cô, mà tôi còn không thấy chán sống. Tại sao cô lại thế? Cô là diễn viên điện ảnh cơ mà. Anh không hiểu được đâu. Ồ, sao tôi lại không hiểu? Tôi còn chịu nhiều cảnh khốn nạn hơn cô nhiều. À, đừng. Đứng chờ tao đây nhá. Vâng. Lát tao quay lại ngay. Ok. Thầy. À, tình hình sao rồi? À, dạ, cô ấy tỉnh rồi. Lúc nãy nói được vài câu đấy. Hả? Nó nói cái gì? À, cô ấy nói là chán sống lắm rồi. Chán sống á? Dạ. Này, tỉnh chưa? Tỉnh chưa? Này. Này, ta bảo này. Dạ. Ta phải chạy ngay ra đây là để cứu chú mày đấy. Mấy thằng đệ tử của ta nó bảo công an mật đang lùng sục ở vùng này. Thôi chết. Đâu? Ở đâu thầy? Gấp lắm rồi. Còn bé thẫn thờ cứ để đây ta lo nhá. Dạ. Việc của chú mày bây giờ ấy là trốn thật nhanh, càng xa nơi này càng tốt nhá. Dạ. Khi nào ta điện thoại hăng hay dạ. Nhá. Con cảm ơn thầy, con đội ơn thầy, thầy đã cứu mạng con ạ. À. Dạ. Ừ.
Ok. Ôi con ơi là con, sao mày dại dột thế hả con? Mẹ chỉ muốn làm điều tốt cho con chứ không muốn hại con đâu. Ôi trời ơi, con mà chết thì mẹ còn tiếc sống làm gì nữa con. Thôi ơi. Thôi thôi bà ơi, để cho con nó nghỉ. Ôi con ơi. Ôi trời ơi. Gia đình tôi cảm ơn anh lắm lắm. Nếu hôm nay không có anh ra tay thì cháu nó đi thật rồi. Dạ, ở này chúng tôi trả suốt đời cũng không hết được. Ê chết, cô đừng nói như thế. Cháu không dám nhận đâu ạ. Ở địa vị cháu, ai cũng sẽ làm như vậy thôi ạ. Mày nói chuyện quên khuấy đi mất. Để tôi đi lấy bộ quần áo khác cho cậu. Ê, thôi thôi, cô chú đừng khách khí thế. Cứ để cho cháu tự nhiên. Hôm nay cũng muộn rồi, cháu xin phép ra về ạ. Ấy, ở lại sơi cơm với vợ chồng chú đã. Rồi chú còn thưa dăm ba câu chuyện. Ấy thôi, thôi để hôm khác. Cháu hứa là kiểu gì cháu cũng sẽ quay lại để mà thăm em và cô chú. Cháu đi nhé. Kìa ông, ông mau chạy theo cậu ấy, hỏi thêm tên tuổi, địa chỉ, quê quán ở đâu chứ. Đi. Mẹ đây, mẹ đây con, mẹ đây. Không phải là người cứu con. Sao? Khổ, nó đi nhanh quá không kịp. Nó bảo không phải thằng này cứu nó. Thằng khốn nạn! Đúng là thạch xanh thì ít, lý thông thì nhiều. Giời ơi là giời. Giời có mắt không hả giời? Thôi, thế là hết. Miếng ngon đến tận mồm rồi còn để tuột mất. Giời ơi là giời. Hả? Cái gì đấy? Tí xỉu dần mão thìn tị. Bà này, năm nay là năm ngọ. Giá mà được cái anh tuổi Tuất đến sông nhà thì nhất đi bà. Tôi ấy, thì ai sông đất cũng được. Miễn là con Na năm sau lấy được chồng. Chứ còn tuổi gì thì cũng được. À mà thôi, bà bảo nó đi ra ngoài đi. Để đến giao thừa còn hái về nhà cành lộc. Na ơi, đi ra ngoài kia hái cho U một cành lộc. Sắp giao thừa rồi con ạ. Nào đi nhanh con nhá. Bây giờ về con sẽ giao thừa nhá. Sau đó sẽ về nhà em để sông đất nhá. Ừ, em ngại lắm. Ngại gì, khổ quá. Pháo hoa kìa.
Này, cô diễn viên, nãy giờ tôi đi theo cô là tôi muốn gặp cô để tôi trả lại cho cô cái điện thoại mà hôm trước ấy tôi lỡ cầm theo. Thật ra là cái này là tôi vô tình thôi, không phải là tôi cố ý đâu. Đúng rồi, đúng là anh rồi. Nổi lên không giữ được ở dưới nước này. Thế là cùng cắt máy bây giờ phải làm lại này. Đây là một cái tác phẩm sẽ mang lại nhiều tiếng cười cũng như là cả cái sự suy ngẫm đối với khán giả nữa. Và nhân dịp năm mới thì Lan Phương xin chúc cho quý vị khán giả một năm mới thật là nhiều hạnh phúc, thật là nhiều sức khỏe, may mắn và thành công.